Cảnh bên trong phòng bay lắc ma túy tại bệnh viện tâm thần Trung ương 1. Căn phòng điều trị mà Nguyễn Xuân Quý biến thành phòng bay lắc ma túy trong bệnh viện tâm thần Trung ương 1, rộng khoảng 30 m². Có nhiều thiết bị như loa lớn, đèn laser đã được công an đưa đi. Các cửa kính được bịt kín bằng chất liệu nhựa cách âm, tường nhiều tấm xốp cách âm. Ngày 1 tháng 4, thông tin từ phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối với Nguyễn Xuân Quý, trú tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội cùng 5 bị can khác liên quan đến vụ đường dây ma túy tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Sáng cùng ngày có mặt tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, theo ghi nhận của phóng viên, thủ tục vào viện khá đơn giản. Khi tới cổng bệnh viện, phóng viên chỉ cần khai báo y tế với nhân viên y tế và nói người nhà của bệnh nhân là có thể thoải mái vào khu vực bên trong khuôn viên bệnh viện. Tại căn phòng trên tầng 2 rộng 30 m², khoa phục hồi chức năng, nơi Quý điều trị, cách cổng khoảng 200 m, nhiều thiết bị như loa lớn, đèn laser, ví cùng các đối tượng sử dụng để bay lắc đã được cơ quan điều tra đưa đi. Các cửa kính của căn phòng, khu vực hành lang được bịt kín bằng chất liệu nhựa cách âm. Tường của căn phòng nhiều tấm xốp cách âm đã được bóc đi và trần nhà là nơi được cho đối tượng Quý giấu ma túy bị cơ quan lục soát. Sân tennis, nơi các đối tượng trực tiếp mua bán, ngay bên dưới cửa sổ căn phòng của Quý. Trao đổi với một bác sĩ trực tiếp điều trị cho đối tượng Nguyễn Xuân Quý, cho biết Quý là bệnh nhân được cơ quan công an gửi vào bệnh viện để điều trị vì cơ quan công an đã có giám định tâm thần. Theo đó, bệnh viện chỉ điều trị theo quyết định của công an. Trong phòng Quý còn có một bệnh nhân nữa, tuy nhiên Quý thường xuyên đánh bệnh nhân cùng phòng, vị bác sĩ này nói. Theo bác sĩ này, trong quá trình điều trị, Quý thường xuyên chửi bới, thậm chí đe dọa bác sĩ cũng như người thân. Tuy nhiên, nếu không bị phát bệnh thì Quý cũng rất biết điều nên các bác sĩ ít đề phòng. Bản thân tôi cũng không biết việc Quý cùng các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy, buôn bán ma túy ở bệnh viện. Nhiều người vào thăm Quý, vào chỉ đưa hộp chè, hộp mứt, người này, người kia vào thăm. Họ giả làm người nhà bệnh nhân vào thăm rồi mua ma túy. Đối tượng Quý này ai cũng biết là rất nguy hiểm. Mình chỉ mềm mại để họ hợp tác điều trị, không họ chống đối, họ trốn viện phá phách, bác sĩ điều trị cho đối tượng Quý nói. Ngoài ra, cũng theo bác sĩ tại bệnh viện, các bác sĩ còn sử dụng âm nhạc hội họa để điều trị cho các bệnh nhân tâm thần. Do đó, lợi dụng việc này, Quý cùng các đối tượng đã mở nhạc to trong phòng để sử dụng chất ma túy. Như báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 31 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Khởi tố 6 bị can, trong đó có một cán bộ bệnh viện. Đường dây này do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu. Quý đang điều trị tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Kết quả điều tra xác định do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý đã tạo quan hệ thân thiết với một số cán bộ tại đây và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu. Quý đã cải tạo phòng điều trị thành một căn phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả trinh sát còn phát hiện Quý cùng đàn em mời bạn bè, trong đó có cả cán bộ bệnh viện sử dụng ma túy ngay tại đây. Thậm chí Quý còn đưa cả những cô gái làm dịch vụ đến đây để cùng sử dụng ma túy.